và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Ngài. Mắt họ sáng ra và nhận ra Ngài. Chúa thực sự sống lại và hiện ra với các môn đệ. Chúa thực sự sống lại, niềm phấn khởi cho mọi người. Ngài cầm bánh và đọc lời chúng tụng. Ngài bẻ bánh ra và trao cho ai.